tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Tấn Tài, mình là học sinh lớp 5A trường tiểu học Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định. Quê hương mình là vùng biển đẹp tuyệt vời với những ẩm thông xanh rì rào trong gió, những bãi cát trải dài, những cánh đồng muối trắng xóa. Nơi đây cũng chính là nơi chôn rau cắt giống của mình. Từ khi mình biết cảm nhận được tình cảm của người thân, của bạn bè, của những người xung quanh, cảm nhận được vẻ đẹp của làng quê, cho đến nay là học sinh cuối cấp tiểu học, mình có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Các bạn ạ, gia đình mình có 4 thành viên, đó là bố, mẹ, mình và anh trai. Bố mình là lái xe, có nhà suốt, mỗi lần chở khách ở tỉnh xa về, bố đều mua cho mình vài cuốn sách nói về phong tục, tập quán và cảnh đẹp nơi bố đến. Ông bà ngoại mình ở rất xa và cũng rất thích xem sách, nhà nào ông cũng gửi cho mình vài cuốn sách hay và bổ ích. Ông nội mình thì tuổi đã cao, lại bị di chứng của bệnh viêm não nên không thể đi lại được. Ngoài giờ ở trên trường, mình thường ngồi bên cạnh ông và đọc sách cho ông nghe. Khi đã đọc hết, mình thường đến thư viện của trường, của lớp để mượn và đọc tiếp. Nhờ những cuốn sách này, mình cảm thấy yêu đời hơn và những ước mơ đẹp, học tập, có sách vở, có kiến thức cô giáo dạy, có trải nghiệm cuộc sống. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến, mình muốn lan tỏa tình yêu đọc sách của mình đến với tất cả mọi người. Cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, phức tạp, chỉ cần chúng ta thường xuyên đọc sách, chúng ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn, thư giãn hơn, vì sách là bạn, là tri thức của mỗi người. Trong các số cuốn sách mà mình hay đọc, mình thích nhất là cuốn Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, dày 403 trang của tác giả Trác Nhã, do nhà xuất bản Văn Học, được sản xuất vào tháng 9 năm 2014. Trong xã hội thông tin hiện đại, sự im lặng không còn là vàng nữa. Nếu không biết cách giao tiếp thì dù là vàng cũng sẽ bị chôn vùi trong cuộc đời của một con người, từ xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị đến đàm phán, từ xã giao đến làm việc, không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Khéo ăn nói thì làm gì cũng sẽ gặp thuận lợi, không khéo ăn nói bốn bề đều là trở ngại, khó khăn. Trong thời đại thông tin và liên lạc phát triển nhanh chóng, tin tức được cập nhật liên tục, các công cụ thông tin và kỹ thuật được truyền thông ứng dụng rộng rãi như ngày nay, thì việc khéo ăn nói đã trở thành một cái tài số một thiên hạ. Nếu trong khoảng thời gian ngắn nhất, nếu ai có thể nêu bật được khả năng, thực lực của mình cho người khác biết, thì người đó sẽ là người chiến thắng. Trong cuộc sống của một và trong công việc, tất cả mọi người cũng đã từng trải qua trường hợp như thế này. Nhiều người khi nói chuyện với người quen thì sẽ nói rất hay, không bị mất bình tĩnh hay bị ấp úng. Nhưng khi nói chuyện với người lạ hoặc nói chuyện trong một đám đông thì người đó như bị mất sự chủ động với ngôn ngữ, nhiều lúc còn không biết mình đã nói gì. Vậy phải làm thế nào để tránh cải thiện và tránh gặp phải những tình huống như thế? Cuốn sách này sẽ giải đáp những câu hỏi như thế. Ví dụ, nhiều người đã phải gặp tình huống như sau. Có những nhân viên tiếp thị khi gặp khách hàng thì nói như một cái máy, nói rất nhiều, nó không ngừng nghỉ, không để ý tới phản ứng và cảm nhận của khách hàng. Trong khi khách hàng không hề nghe họ nói, nếu làm việc như vậy thì người đó nắm chắc phần thất bại. Cuốn sách muốn nói với chúng ta rằng, biết cách nói chuyện không nhất định là phải nói nhiều, quan trọng là nó phải nói đúng trọng tâm, đúng nội dung và quan trọng là phải biết mình đã nắm được vấn đề là mình đã nói gì. Vậy phải làm thế nào để ăn nói khéo léo? Có những phương pháp và quy luật nào được áp dụng trong các cuộc nói chuyện hay không? Có những nguyên tắc và bí quyết nào trong các cuộc hội thoại hay không? Trong những tình huống khác nhau với những người khác nhau thì phải nói chuyện như thế nào? Và phải làm sao để trình bày những điều khó nói? Cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ này sẽ giải đáp hết những câu hỏi đó. Bạn nào muốn đọc cuốn sách này thì hãy đến thư viện của trường tiểu học Nghĩa Lợi chúng mình, rất hân hạnh được đón tiếp. Trên đây là đôi lời mình muốn giới thiệu về cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tất cả các bạn.